hai lô liền kề giá chỉ 800 triệu quý vị ơi chỉ 800 triệu mà cách lô góc chỉ 5 lô nha quý vị cách lô góc chỉ 5 lô là có 20 mươi mét thôi quý vị ạ và đường thì đã được à, à làm vạch kẻ đường cây xanh đã trồng biển báo tên đường đã có và chuẩn bị cấp sổ rồi tại thời điểm này nha quý vị tại giai đoạn 3 của khu nghiệp và đô thị bên cạnh thành bình phước cách trường của đảng bình phước chỉ 500 trăm mét nha quý vị hai lô liền kề nằm trên trục đường song hành trục đường n 11 trục đường n 11 là trục đường ngăn cách giữa công nghiệp và đô thị và trục đường của ta là trục đường song hành nha mặt trước là chúng ta xây nhà phố thương mại và vị trí bất động sản nằm ngay đây đó nằm ngay đây chạy thẳng hướng này chúng ta ra những nhà ở xã hội của BKMX 5.000 căn nhà ở xã hội của BKMX và cách lô góc chỉ 5 lô và đối diện những cái lốc này là xây dựng nhà phố thương mại hết nha quý vị đó lốc mặt tiền trước để ngăn cách công nghiệp và đô thị này xây dựng nhà phố thương mại và đất của chúng ta đối diện nhà phố thương mại nha quý vị trước mắt chúng ta là công nghiệp 2067 ha hiện tại đã có nhiều nhà máy đang hoạt động và chuẩn bị xây dựng thêm 10 nhà máy mới và trước mắt chúng ta là dãy nhà phố thương mại nằm trên trục đường D1 rộng 50m Rẽ trái chúng ta sẽ về quốc lộ 13 tại trạm Thú phí Thành Tâm Rẽ phải chúng ta ra vòng xoay đường Hồ Chí Minh Và chạy thẳng về đồng xoài và các tỉnh Tây Nguyên ra các tỉnh phía Bắc Với một vị thế vô cùng đẹp, vô cùng đắc địa Mặt bằng thì bằng phẳng, xây dựng chúng ta sẽ không tốn kém phần móng à không tốn chi phí phần móng và hạ tầng của BKM thì đã làm chuẩn Singapore rồi, cây xanh đã có, điện đã có, nước sạch đã có chỉ xây để ở, kinh doanh buôn bán cho thuê được ngay trong tương lai ngắn. Quý hàng quan tâm đến bất động sản này khi giá chỉ 800 triệu hai lô liền kề ngay ngày hôm nay. À thì liên hệ cho trọng thơ và lên gặp trọng thơ tại BKM Trần Thành Bình Phước để chốt nha.